Nga hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả truyện ngắn Ngôi nhà phong thủy của Nguyễn Ngọc Ngạn qua sự diễn đọc của Kỳ Duyên, Hồng Đào và tác giả. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Chí Tài phụ trách. Bán xong căn nhà cho bác sĩ Túc, Hoài thở phào mừng rỡ như vừa tháo được cái gông đè nặng trên cổ suốt hơn 3 tháng trời. Đã đành rằng làm nghề địa ốc thì phải kiên nhẫn chiều chuộng khách hàng, nhưng sự chịu đựng của Hoài đã đến mức tột cùng, giống như sợi dây đàn căng quá sắp đứt bung ra. Giả như bác sĩ Túc vốn là người mang bản tính khó chịu thì Hoài lại có thể dễ dàng thông cảm, bởi 10 năm trong nghề, Hoài đã từng gặp biết bao nhiêu khách hàng ngang ngược, có những đòi hỏi quá đáng mà nàng vẫn phải điềm tĩnh trở đi coi nhà, giải thích cặn kẽ để thuyết phục họ. Và trong đa số mọi trường hợp, Hoài đều thành công. Riêng bác sĩ Túc thì phải nói là một người rất dễ tính, luôn luôn hòa đồng và thân thiện. Thế mà không ngờ, Hoài phải đưa ông đi xem đến hơn 20 căn nhà, trong đó có những căn ông rất vừa ý. Vợ ông cũng trầm trồ say mê, đòi ký giấy offer ngay. Vậy mà rồi phút chót ông lại đổi ý, bắt Hoài đưa đi coi tiếp. Nhiều lần Hoài đã toan bỏ cuộc để bác sĩ Túc tìm chuyên viên địa ốc khác, nhưng suy đi nghĩ lại, Hoài lại tự nhủ lòng là phải nhẫn nại thêm một thời gian nữa. Lý do bác sĩ Túc chẳng những là bác sĩ gia đình của Hoài, mà Mỹ Khanh, vợ ông, còn là bạn cùng lớp với Hoài suốt mấy năm ở bậc trung học. Quan trọng hơn nữa, bác sĩ Túc là nhân vật tăm tiếng nhất trong thành phố hiện nay, vừa là chủ tịch cộng đồng, vừa là chủ tịch hội phụ huynh học sinh Việt Nam, chưa kể chức cố vấn cho vài hội đoàn khác nữa. Nếu ông trở thành khách hàng của Hoài, nghĩa là mua nhà do Hoài bán, thì sẽ có lợi lớn cho việc quảng cáo nghề nghiệp của Hoài. Chính vì thế mà sau bao nhiêu lần bực bội, Hoài lại vẫn phải quay về tiếp tục đưa ông đi chào hàng. Nàng bảo Mỹ Khanh: một năm chỉ cần gặp vài khách hàng như vợ chồng mày thì tao có nước bỏ nghề mất. Gần 3 tháng chưa mua xong căn nhà. Mỹ Khanh bĩu môi đáp: thôi bà ơi, tại thị trường địa ốc lúc này tăng vọt, bà đông khách nên bà mới chảnh với tôi. Chứ mấy năm trước coi, ế thiêu ế chảy, có ma nào thèm mua nhà đâu. Nhà cho không người ta còn chả thèm lấy. Mới đó mà bà đã quên rồi à? Hoài cười ngượng nghịu. Ngày xưa còn ở trong nước, Hoài dạy văn và sử, nổi tiếng là cô giáo giỏi nhưng tính tình nóng nảy, hay quát mắng học trò, đến độ có lần bị ban giám hiệu cảnh cáo. Sang đây làm ngành địa ốc, lâu ngày nghề dạy nghề bắt buộc Hoài phải đổi tính, trầm tính lại mới có thể thành công được trên thương trường đầy cạnh tranh. Như vậy thì trường hợp bác sĩ Túc phải coi là một thử thách khá lớn về khả năng nhẫn nhục và chịu đựng của Hoài. Bạn đọc chắc sẽ tự hỏi, một người dễ tính, tiền bạc dồi dào lại rất ít thì giờ nhàn rỗi, mà tại sao mua mãi không xong một căn nhà vừa ý? Kể ra thì có người không tin, nhưng lý do duy nhất là vì bác sĩ Túc quá tin lời thầy phong thủy. Nói cách khác, bác sĩ Túc mua nhà cho mình, nhưng quyết định tối hậu hoàn toàn do thầy phong thủy chọn lựa. Nghĩa là ông tự nguyện đặt trọn tương lai mình và gia đình mình trong tay ông thầy phong thủy. Mỗi lời nói của thầy là một mệnh lệnh mà bác sĩ Túc không bao giờ đặt lại vấn đề. Mỹ Khanh chịu ảnh hưởng của Hoài nên chỉ nhẹ nhàng nhắc: Anh à, em đọc sách á, em thấy ông Phan Kế Bính mấy chục năm trước viết là nước ta có địa lý phong thủy hàng ngàn năm mà sao vẫn nghèo sơ nghèo xác. Còn Âu Mỹ chả biết địa lý phong thủy là gì hết mà họ giàu hàng ức hàng triệu. Thế thì mình theo phong thủy làm gì anh? Túc chỉ cười. Dưới mắt bác sĩ Túc, thầy phong thủy Đức Huyên là một vị thánh sống mà định mệnh xếp đặt cho thầy xuất hiện để cứu nhân độ thế trong thời buổi đầy bất trắc này. Bác sĩ Túc tin rằng thầy đã học được hết tinh hoa của ngành phong thủy địa lý, cho nên từ khi hành nghề, thầy bỏ hẳn tên thật để lấy danh xưng là Đức Huyên, nhằm tưởng nhớ tổ nghiệp là Nguyễn Đức Huyên,
mà người đời thường gọi là ông Tả Ao, ở huyện Nghi Xuân, tỉnh Nghệ An tổ chức. Chỉ có điều đáng chú ý là ông Tả Ao cũng như ông Hòa Chính đều sang Trung Quốc tầm sư học đạo, thành tài rồi mới trở về truyền bá khoa địa lý phong thủy. Còn thầy Đức Huyên mà bác sĩ Túc hết lời ca ngợi thì chẳng biết gốc gác từ đâu, học hành tới mức nào mà thuyết giảng về phong thủy cũng làm mê bẩn biết bao nhiêu người. Nói tóm lại là đệ tử ngày nay vượt hẳn tổ sư ngày trước. Ông Tả Ao phải lặn lội sang Tàu, khi trở về mới có người nghe. Ông Hòa Chính phải đậu bằng tiến sĩ, rồi cũng vân du sang Tàu, về sau viết sách để lại mới có người đọc. Còn thầy Đức Huyên thì chỉ nhờ chút vốn liếng căn bản trong sách vở mà tạo nên cơ nghiệp nhà cao cửa rộng, ít ai sánh bằng. Thầy tự xây cho mình một căn nhà hình vuông, mái bằng, nhìn bề ngoài chẳng thấy chút gì là thẩm mỹ, nhưng bên trong cho thầy cuộc sống rất phong lưu. Có bà hàng xóm ngứa mồm bảo: "Trời ơi, nhà như con mắc cười quá à. Hồi nào giờ tôi chưa từng thấy ngang. Bỏ biết bao nhiêu tiền ra mà xây căn nhà tự nhiên cái hình vuông làm sao? Không giống ai hết à. Tưởng là kho chứa hàng. Thiệt. Hồi đó đó ông già tôi cũng còn ở cái bè đó, ông dựng mấy cái chòi hình vuông vậy nè, đặng chứa lúa." Thầy Đức Huyên không giận, thầy nghiêm trang cắt nghĩa: "Cốt lõi của phong thủy là ngũ hành. Nói đúng ra thì cả một cái nền triết học Đông phương của mình đều dựa trên căn bản ngũ hành kim thủy mộc hỏa thổ. Tôi là người mạng kim, mà thổ sinh kim, cho nên hình dạng căn nhà phải là hình vuông, mái bằng mới hợp với tuổi của mệnh. Đừng bao giờ quên ngũ hành. Hồi nhỏ trước khi lấy vợ, sư phụ tôi cũng bắt phải chọn người mạng thổ, bởi vì thổ sinh kim. Người vợ mà hợp tuổi sẽ giúp mình thành công, gọi là vượng phu ích tử." Nghe thầy nói, nhiều người gật gù tỏ vẻ thán phục. Chỉ riêng Hoài nhìn thầy bằng ánh mắt ác cảm. Việc thầy xen vào chuyện mua bán của bác sĩ Túc làm Hoài rất bực mình, vì bắt nàng tốn quá nhiều thì giờ cho một khách hàng. Thói quen của người Việt là bất cứ ai làm nghề coi tử vi, phong thủy và thậm chí những môn bói toán vớ vẩn cũng đều được thiên hạ gọi bằng thầy. Để phản kháng lại truyền thống đó, Hoài nhất định chỉ kêu thầy Đức Huyên bằng ông. Mà Hoài thấy là gọi bằng ông cũng đã là lịch sự lắm rồi. Một hôm, Hoài đưa vợ chồng bác sĩ Túc và thầy Đức Huyên đi coi căn nhà rất thơ mộng nằm trên bờ hồ. Mỹ Khanh thích lắm, hăm hở bảo chồng: "Ồ, lấy đi anh, em đi coi bao nhiêu căn nhà rồi, chưa có căn nào đẹp như căn này hết. Layout trong căn nhà hay quá, đẩy cửa bước vào là thấy thoáng ngay." Bác sĩ Túc xem chừng cũng đồng ý, nhưng chưa dám nói gì, chỉ đưa mắt nhìn thầy Đức Huyên chờ phản ứng. Rõ ràng mặt thầy không vui. Thầy tiến lại gần bên hai người và trầm giọng bảo: "Bác sĩ mạng thủy, nhà này không hợp. Sau lưng là hồ thiên nhiên, trước mặt là hồ nhân tạo, bên hông là dòng suối chảy mạnh, nước nhiều quá, ba phía đều có nước. Sách có câu là đa thủy tắc kim trầm, nước nhiều quá thì vàng chìm xuống đáy mất. Bác sĩ dọn vào đây không có lợi." Bác sĩ Túc ngoan ngoãn tuân lệnh, không bàn cãi, chỉ đưa mắt nhìn vợ phân trần. Mỹ Khanh nén tiếng thở dài tiếc căn nhà đẹp, quay sang nhìn Hoài mặt hầm hầm đứng bên cạnh. Thầy Đức Huyên lại thêm: "Huống chi là nhìn kỹ địa thế căn nhà này thì nó phạm vào cái nguyên tắc sơ đẳng của phong thủy là tả thanh long hữu bạch hổ, hai bên không cân xứng. Cách đây 3 năm tôi có coi cho gia đình kia, cản họ đừng lấy căn nhà ở gần công viên Green Park, nhưng mà họ không nghe lời tôi, cứ nhất định mua cho bằng được, vì chủ cũ là người Phi bán giá rẻ để về nước. Tôi cũng chả giấu bác sĩ, đó là ông bà Đề, không biết là bác sĩ có biết hay không." Mỹ Khanh gật đầu đáp thay chồng: Thưa tôi biết ạ, ông bà Đề có dạo mở tiệm phở khá lắm." Thầy Đức Huyên kể tiếp: "Vâng, đúng rồi, thì nhờ tiệm phở khá mới mua căn nhà này cả bạc triệu mà. Tôi bảo mua nhà đó thì phải xem xét cả bốn phía là Minh Đường, Huyền Vũ, Thanh Long và Bạch Hổ. Nhà này Bạch Hổ tức là bên hông phía trái đó bị khuyết hãm, vì có cái giếng cạn, cây cầu mục và đất lại hay bị lở." Hoài sẵng giọng ngắt lời: "Thì mua xong rồi lấp cái giếng và phá cái cầu mục đi chứ có gì." Thầy Đức Huyên lắc đầu đáp: "Nhưng mà khổ nỗi cái khu đất lở ấy lại là đất của City,
mình không được quyền tu bổ. Ông bà đề không nghe lời tôi, cứ dọn vào. Mạch khổ bị khuyết hãm thì bất lợi cho đàn bà con gái trong nhà. Quả nhiên tôi nói không có sai, ông bà ấy có ba cô con gái đều chữa hoang hết. Bác sĩ Thúc gật đầu lắng nghe. Hoài bực mình nhịn không nổi chen vào. Không sao, anh chị Thúc toàn con trai, cứ dọn vào đi. Bạch hổ dù có khuyết hãm đến đâu thì con trai cũng không thể nào chữa hoang được. Mỹ Khanh bật cười vỗ nhẹ vào vai Hoài. Thầy Đức Huyên biết Hoài móc họng mình, nhưng trước mặt vợ chồng bác sĩ Thúc, thầy thản nhiên lắm, cố tỏ ra phong độ kẻ cả, chẳng thèm chấp nhất. Hoài lại cay đắng thêm. Thời buổi này sống ở Mỹ làm gì có hai tiếng chữa hoang nữa. Nhưng mà ngay cả trong nước mỗi năm cả triệu cô gái chữa hoang đi phá thai, không lẽ tất cả đều ở nhà Thanh Long Bạch Hổ không cân xứng? Mỹ Khanh vốn biết tính Hoài bộc trực từ dạo còn đi học, nên chỉ mỉm cười. Ngay cả với Mỹ Khanh, có lần Hoài cũng nói: Thằng chồng mày học đến bác sĩ mà đầu óc ngớ ngẩn quá, chả có tí tinh thần khoa học nào cả, cắm đầu tin phong thủy một cách mù quáng, không biết lý luận là gì, thật tức cười. Mỹ Khanh phân trần: Thôi mày ơi, cái gì nó thuộc về niềm tin thì không có bàn cãi. Chồng tao tin phong thủy, đó là quyền của chồng tao. Tao không tin thì chồng tao nó cũng chẳng ép tao phải tin. Mày không thấy những người Hồi giáo cuồng tín à, ở bên Iraq á, ôm bom lao vào siêu thị, giết hại bao nhiêu người vô tội, mà người ta vẫn tin là làm như vậy đó, sau khi chết sẽ được lên thiên đàng. Vô lý đến như vậy mà người ta còn tin cả triệu triệu người, huống chi là phong thủy. Ngừng một chút, Mỹ Khanh cười vỗ vai Hoài. Thôi, với lại tin thì cũng có mất cái gì đâu, ở đời mà có kiêng có lành. Hoài cũng cười theo. Mất chứ sao không mất, chồng mày tin phong thủy làm tao mất quá nhiều thì giờ đưa vợ chồng mày đi coi nhà. Tính Hoài hay nói thẳng, không sợ mích lòng. Nàng phải nói ra chứ không thể chất chứa những điều bức xúc trong đầu. Nhưng thầy Đức Huyên điềm tĩnh lắm, không hề nóng giận trước thái độ và lời nói sắc sục của Hoài. Thầy lớn tuổi hơn bác sĩ Thúc, mà bác sĩ Thúc lại hơn Mỹ Khanh và Hoài đến một giáp. Thành ra xét về vai vế thì Hoài chỉ là đứa em út của thầy mà thôi. Vậy mà thầy vẫn niềm nở tiếp chuyện Hoài như người cùng trang lứa. Kinh nghiệm dạy cho thầy một bài học quý giá là: nếu thầy thuyết phục được những người cứng đầu như Hoài tin phong thủy và phục tài của thầy, thì Hoài sẽ chính là cái loa tuyên truyền cực mạnh để mang lại khách hàng cho thầy. Thầy không bao giờ quên rằng mấy năm nay thầy đã mượn được cái tên vĩ đại của bác sĩ Đặng Xuân Túc, chủ tịch cộng đồng, để làm bàn đạp đánh bóng thầy, khiến thầy được book show liên tục. Thầy thường nhấn mạnh với bất cứ ai tỏ vẻ ngờ vực: bác sĩ Túc là người học rộng hiểu nhiều, kiến thức mênh mông như trời biển, mà bất cứ việc lớn việc nhỏ cũng phải hỏi tôi, thì đủ biết là phong thủy hiệu nghiệm đến chừng nào. Phong thủy là khoa học chứ đâu có phải là dị đoan. Nếu phong thủy là nhảm nhí thì đời nào những người trí thức như bác sĩ Túc lại nghe lời tôi. Hôm nay thầy muốn giảng cho Hoài một chút khái niệm về khoa phong thủy mà thầy tin chắc là Hoài chưa biết gì. Mà chưa biết thì chưa thể tin được, bởi vì cổ nhân có nói vô tri bất mộ. Thầy tiến lại trước mặt Hoài ôn tồn bảo: cô còn trẻ người non dạ nên chưa thấu hiểu được những lẽ huyền vi nhiệm màu của trời đất. Môn phong thủy có nền móng từ 3.000 năm nay ở Trung Hoa. Đến đời nhà Tần thì được hệ thống hóa do một vị ẩn sĩ soạn ra cuốn sách Thanh Nan để lại cho đời. Hoài hăng hái ngắt lời: nhưng cũng chính nhà Tần đã chứng minh là phong thủy hoàn toàn sai. Bằng chứng là Tần Thủy Hoàng nghe lời các thầy phong thủy giỏi nhất lúc bấy giờ bảo rằng: nhà Chu là hành hỏa, nhà Tần diệt được nhà Chu, tức là hành thủy, vì chỉ có nước mới dập tắt được lửa. Hành thủy hợp với màu đen, cho nên tất cả trang phục từ triều đình đến quân lính đời Tần Thủy Hoàng đều mặc màu đen, thậm chí cờ cũng màu đen. Tần Thủy Hoàng tưởng rằng có thể áp dụng phong thủy để sống lâu trăm tuổi và đời đời con cháu sẽ kế nghiệp. Các thầy phong thủy ra sức giúp Tần Thủy Hoàng mong nhà Tần ngự trị lâu dài để họ cũng được hưởng lây đặc quyền đặc lợi của nhà Tần. Ấy vậy mà Tần Thủy Hoàng lại chết trẻ. Tần Thủy Hoàng chết rồi, lập tức các thầy địa lý lại súng nhau đi tìm đất tốt để chôn Tần Thủy Hoàng, hy vọng con cháu sẽ tiếp tục cai trị nước Tàu. Nhưng thầy cũng thấy đó, mới đời thứ hai, con Tần Thủy Hoàng là Nhị Thế Vương vừa lên ngôi thì giặc giã nổi lên, như ông và nhà Tần bị tiêu diệt. Thế thì phong thủy có đáng tin cậy hay không? Thầy Đức Huyên hơi giật mình,
vì cái máu cô giáo của Hoài bỗng dưng trỗi dậy, hùng hồn giảng giải như nói chuyện với học trò. Nhưng thầy đã va chạm nhiều nên lúc nào cũng có sẵn câu trả lời. Thầy nói: sách phong thủy có dạy rằng tiên tích đức hậu tầm long, có nghĩa là trước hết phải lo tu thân làm điều tốt, rồi sau mới lo đi tìm long mạch. Phong thủy bao giờ cũng đúng, nhưng nó không đúng với Tần Thủy Hoàng, bởi vì Tần Thủy Hoàng là người ác, trời đất không dung. Nhưng mà với bác sĩ Túc đây là người nhân hậu thì phong thủy không thể nào sai được. Hoài bĩu môi nói: vâng, tôi biết. Cái câu đức năng thắng số là một lối thoát cho các ông thầy bói nếu chẳng may các ông đoán sai. Thầy Đức Huyên chưa bỏ cuộc, nhất là trước mặt vợ chồng bác sĩ Túc. Biết Hoài là cô giáo dạy sử, kiến thức khá rộng, nên thầy lại thêm: chắc cô còn nhớ Trương Lương là quân sư lừng danh của Lưu Bang, lầu thông kinh sử, đã viết cuốn Bình Sa Ngọc Xích để dạy cho đời môn địa lý phong thủy. Hoài đối đáp ngay: nhưng Tư Mã Ôn và Lữ Tài cũng đều là những danh sĩ Trung Hoa, lại xin vua đốt hết sách địa lý phong thủy vì cho là nhảm nhí mê hoặc nhân tâm. Thầy Đức Huyên chuyển hướng bảo: đó là những cái chuyện xa xưa khó kiểm chứng. Nhưng mà thời đại bây giờ cô cũng thấy, càng ngày thì người trí thức càng tin vào phong thủy. Mà ngay cả Mỹ nữa cô nhé, Mỹ cũng tin. Cô biết các cái casino ở Las Vegas không? Đều mời thầy phong thủy đến thiết kế bên ngoài cũng như bên trong. Thành ra không bao giờ khách đến đánh bài mà ăn được tiền của casino. Hoài lớn tiếng cãi: casino không cần phong thủy thì mình cũng không bao giờ ăn được tiền của casino. Bởi vì vốn liếng của mình bạc ngàn mà vốn của nó thì bạc tỷ. Nhưng sở dĩ họ thiết kế theo phong thủy là vì khách. Á đông đến đánh bài càng ngày càng đông mà họ cần chiều ý, chứng tỏ họ quan tâm đến nét văn hóa Á đông. Và lại đối với casino thì bỏ ra vài trăm ngàn hay một triệu có thấm vào đâu, vừa trang trí cho đẹp, vừa để chiều khách Á đông, thấy họ gần gũi với mình, chỉ có thế thôi. Mỹ Khanh thấy hai người sắp cãi nhau to nên tiến lại bảo Hoài: thôi thôi, mình về Hoài ơi, mai lại đi coi nhà tiếp vậy. Thầy Đức Huyên rất mừng vì Mỹ Khanh can thiệp đúng lúc. Thỉnh thoảng thầy vẫn nghe có bà bảo: ôi giời ơi, cái con mẹ Hoài nó dữ lắm, mắng chồng tối ngày, ai mà ở được với nó. Hôm nay thầy mới thấy người ta sợ Hoài cũng là phải, bởi Hoài nhiều kiến thức, nhiều lý luận và ứng đối rất nhanh. Dĩ nhiên thầy thì tự tin lắm, không bao giờ ngại tranh luận với bất cứ ai về đề tài phong thủy, mà thầy cho rằng mình nắm vững cả về lý thuyết lẫn kinh nghiệm thực tế. Có điều thầy vẫn nhớ lời cổ nhân dạy rằng: đàn ông mà cãi nhau với đàn bà thì chưa cãi đã thua 50% rồi. Bởi lúc nào thầy cũng muốn tỏ ra lịch sự. Sau câu nói của Mỹ Khanh, thầy Đức Huyên lảng ra xa, coi như tạm ngưng chiến tại chỗ. Hoài quay sang Mỹ Khanh thất vọng hỏi: nghĩa là mày vẫn không chịu căn nhà này hả? Thú thật với mày, bỏ căn này tao tiếc lắm. Mỹ Khanh quay nhìn chồng đang đứng sát cửa sổ phía sau, trông qua tấm kính lớn, ngắm quang cảnh đẹp như tranh trên bờ hồ. Mặt trời đang xuống dần, phản chiếu ánh nắng loang loáng trên mặt nước trong xanh. Mỹ Khanh biết Túc cũng thích căn nhà này lắm, vì nó vừa thơ mộng vừa đài cát, cho ông cái không khí trong lành thoáng mát quanh năm mà lại hợp túi tiền. Nhưng thầy Đức Huyên đã chê thì ông đành phải nghe theo. Mỹ Khanh thì lại càng tiếc hơn nữa, nhà đẹp mà lại ngay cạnh trường học của hai con. Nhưng ý chồng là trên hết, nàng dịu dàng bảo Hoài: tao thích chứ, mày biết mà, vừa mới bước vào là tao thích ngay. Tao rất là ưa cái loại nhà layout theo cái kiểu open concept này, không có ngăn ra nhiều phòng, bước vào là thấy thoải mái dễ chịu lắm. Hoài ngắt lời: đấy mới đích thực là phong thủy. Một người bị bệnh suyễn khi ở trong căn nhà ẩm thấp, nếu rời sang vùng thoáng mát thì hết bệnh. Người bị nhức đầu kinh niên, chuyển lên vùng cao hay vùng biển hết nhức đầu. Đó mới là phong thủy, chứ phong thủy nào mà đổi được định mệnh con người. Mỹ Khanh nhìn Hoài tội nghiệp bảo: mày giải thích với tao làm gì? Tao bằng lòng mà chồng tao không có bằng lòng thì biết làm sao? Hoài cười khẩy: vậy là bài học vỡ lòng tao học trong công ty địa ốc hoàn toàn sai. Họ dạy là khi bán nhà đó, chỉ cần dụ được người vợ là kể như xong. Trường hợp mày với ông Túc thì ngoại lệ. Mỹ Khanh nhún vai cười: thì thuyền theo lái, gái theo chồng, mày thông cảm. Hoài chớp mắt thở dài rồi hạ giọng bảo: mày lúc nào cũng là người vợ hiền. Ngay từ hồi còn học trung học với mày, tao đã biết trước ông nào mà hên lắm mới cưới được mày.
Mỹ Khanh cảm động kéo Hoài lại ngồi xuống salon, trong khi thầy Đức Huyên đi về phía bác sĩ Túc. Hai người đứng chỉ trỏ ra mảnh sân sau. Nghĩ đến hoàn cảnh cô đơn của Hoài từ mấy năm nay, Mỹ Khanh hỏi: Còn mày sao? Sau khi chia tay với ông Đoan, nhất định ở như vậy làm single mom hả? Không bước thêm bước nữa hay sao? Hoài buồn rầu đáp: Thì tao nói với mày nhiều lần rồi, lấy ai bây giờ? Mỹ Khanh nhìn bạn thành thật nói: Mày thì thiếu gì người muốn nhà vô, nhưng mà khó tính như mày á, thì phải gặp cái ông nào thật kiên nhẫn mới chịu đựng được mày. Hoài cười buồn đáp: Bảo tao khó tính thì không đúng, nóng tính thì đúng hơn. Tao biết nhược điểm của tao mà. Hồi nhỏ bố tao có lần bảo, đáng lẽ mày phải là một thằng con trai mà mẹ mày đẻ nhầm thành con gái. Nghĩ lại thì thấy bố tao nói đúng. Ông Đoan cũng có lần than với tao: Anh cưới em về làm vợ, hóa ra bây giờ em là chồng chứ không phải là vợ. Mỹ Khanh cười bảo: Cả cái thế giới này đều thấy như vậy chứ không phải một mình ông Đoan. Tao nhớ là hồi học lớp 10 á, mày nổi tiếng là học giỏi, nhưng mà tính thì nóng như Trương Phi á, dám cãi luôn cả giám thị. Cô Yến dạy văn thương mày nên cứ mặc ai nói thì nói, cô cứ binh mày, bảo mày có tài nên có tật, đúng không? Hoài chép miệng than: Bản tính trời sinh khó thay đổi lắm. Tao muốn hiền như mày cũng không được, mày muốn giữ như tao cũng không được. Nghĩ lại thấy tội nghiệp ông Đoan, ông ấy phải chịu đựng tao suốt 7 năm trời. Mỹ Khanh cắt ngang: Mày nói thế tức là mày còn thương ông Đoan, sao không tái hợp lại? Hoài thở dài bùi ngùi nói: Muộn rồi, dạo ấy ông Đoan đòi quay lại thì tao còn làm cao. Nói đúng ra lúc ấy mới chia tay tao chưa thấy cô đơn. Bẵng đi một thời gian ông ấy không liên lạc nữa. Nghe đồn ông ấy về Việt Nam cưới vợ, hóa ra không phải. Mới đây tao mới biết ông ấy lấy vợ ở bên Úc, đang sống ở Sydney. Hình như bà này là bạn học ngày xưa, người ở Mỹ, người ở Úc, về Sài Gòn tình cờ gặp lại nhau, vì vậy mới có tin đồn ông ấy cưới vợ Việt Nam. Im lặng một chút, Hoài lại thêm: Rút kinh nghiệm, nếu tao lấy chồng lần nữa thì thằng chồng thứ hai sẽ được tao nâng như nâng trứng. Tao sẽ bắt trước mày cơm bưng nước rót, gọi dạ bảo vâng, xứng đáng là một hiền phụ. Mỹ Khanh lắc đầu ngờ vực: Được 3 ngày thôi bà ơi, rồi đâu lại vào đấy. Im lặng một chút, Hoài nói: Mai sau có bước đi bước nữa, có lẽ ta cũng phải nhờ thầy Đức Huyên kiếm cho một căn nhà nào phong thủy thật tốt thì may ra mới khỏi lý dị lần nữa. Nói câu ấy, Hoài buồn rầu nhớ đến người chồng cũ đã chia tay chỉ vì những lý do vớ vẩn. Ngày nay sở dĩ Hoài kịch liệt phản kháng chuyện phong thủy, một phần cũng là do Đoan tạo cho nàng cái ác cảm với môn khoa học huyền bí này. Dạo ấy, Đoan có ông bạn làm cùng sở tên là Mẫn rất mê phong thủy, đến thuyết phục Đoan đào cái ao nhỏ ở trước sân với lý do là Đoan mạng hỏa, cần có nước để điều hòa thì gia đình mới êm ấm. Đoan nghe lời hì hục mang cuốc xẻng ra, cùng với Mẫn phụ giúp bới tung cái sân cỏ đang xanh tươi, làm hồ cá hình bát giác ngay bên cạnh lối vào cổng chính. Hoài đi làm về bực mình lắm, nhưng dám nhịn. Ngày ngày Đoan bỏ thì giờ vớt lá mục cho cá ăn, chăm chút cái ao tỉ mỉ mà chính Hoài không biết để làm gì, bởi bản thân Đoan không hề thích nuôi cá. Ít lâu sau, người ta giới thiệu cho Đoan một ông thầy phong thủy có tiếng trong thành phố. Ông ghé thăm hỏi Đoan vài câu rồi lắc đầu bảo: Ông tuổi thân mạng hỏa, làm hồ nước ngay ở lối đi như thế này tức là tự mình tạo ra cái thế tương khắc chứ đâu phải là tương sinh. Vợ chồng thể nào cũng lục đục vì thủy khắc hỏa. Ông nên lấp hồ cá đi, trồng thêm nhiều cây xanh trước cửa, bởi vì mộc sinh hỏa. Đoan nghe lời lại hì hục lấp hồ cá, mua cây về trồng. Vợ chồng cãi nhau một trận ầm ĩ, Đoan điện thoại cho Mẫn, than phiền vì đã xúi giải Đoan. Mẫn tức quá chạy lại cằn nhằn chê ông thầy phong thủy học chưa đến nơi đến chốn nên mới bắt Đoan lấp hồ cá. Nhân tiện Mẫn bảo Đoan: Nhà ông vừa mở cửa vào là thấy ngay cái cầu thang đâm ra đường, đó là điều tối kỵ vì tài lộc sẽ tuôn ra ngoài hết. Điều này thì Đoan đã nghe người ta nói nhiều quá rồi, nên anh cần điều chỉnh lại. Anh cho xây bức tường chắn ngay cửa ra vào, coi như chặn ngang không để tài lộc theo cầu thang tuôn ra. Từ đó khách ở ngoài vào hoặc phải rẽ trái hoặc phải rẽ phải, chứ không thể đi thẳng được nữa vì sẽ húc vào tường. Ông thầy phong thủy từng xúi Đoan lấp ao cá lại một lần nữa cực lực phản đối Đoan. Ông giải thích cặn kẽ:
Không phải cầu thang thông ra cửa là tài lộc theo ra. Vấn đề chính là theo phong thủy thì người ta tối kỵ làm cầu thang thẳng như một mũi tên, mà phải làm cầu thang cong, uốn lượn hình con rồng. Đáng lẽ ông cần thay cái cầu thang cong, chứ không phải là xây tường chắn ở cửa ra vào. Đoan lại cho người đến đập tường và tháo cầu thang thẳng thay cầu thang cong. Hoài nổi trận lôi đình, lần này hung bạo hơn, kéo dài cả tuần lễ. Bởi nhà nàng tự dưng nát bấy, không còn hấp dẫn như lúc mới dọn vào. Đã thế, Đoan còn nghe lời Mẫn, bịt cái cửa sau bếp, đập phách mở một cái cửa chênh chách bên hông, để cửa trước, cửa sau không nằm trên một đường thẳng. Mẫn giải thích, nguyên tắc phong thủy là cửa trước cửa sau không được thông nhau, và cửa sau bắt buộc phải nhỏ hơn cửa trước thì tiền mới tụ lại trong nhà, không tuôn ra ngoài. Hoài tức lắm, cay đắng bảo Đoan, người ta có tiền thì mới sợ tiền tuôn ra cửa, còn anh không có đồng bạc dính túi thì dù cửa sau có gấp đôi cửa trước cũng đâu có sao, phải có tiền thì mới sợ mất chứ. Đoan biết vợ mình lúc nào cũng chống phong thủy, nên anh không nói gì, cứ lặng lẽ làm theo ý mình, mặc cho Hoài gào thét. Mẫn đến thăm, nhìn cái cầu thang mới của Đoan lại cằn nhằn. Đáng lẽ ông không cần phải thay cái cầu thang cong. Ông đừng nghe người ta suối tầm bậy vì nhiều người không hiểu rõ phong thủy là gì. Tôi nói cho ông nghe, phong thủy là cái khí trong không gian tác động đến con người. Cái khí ấy được luân chuyển nhờ hai phương tiện là gió và nước, cho nên mới gọi là phong thủy. Ông lỡ mua cái nhà có cầu thang thẳng, tức là khí vận chuyển nhanh quá. Ông chỉ cần mua một hai chậu cây đặt ở chân thang để cản khí lại là được rồi, đâu cần phải thay nguyên cái cầu thang. Đoan gật gù hiểu ra. Ít lâu sau lại có người khuyên Đoan mua về hai con sư tử bằng đá đặt trước sân để trấn giữ tài lộc trong nhà. Mỹ Khanh ghé thăm cười cười bảo Đoan, trong nhà này có sẵn một con sư tử rồi, mua làm gì tới hai con, thành ra bây giờ dư một con à. Hoài biết bạn ám chỉ mình, nhưng nàng phì cười bảo, giữ như tao mà chồng con chả sợ thì hiển như người khác, chắc ông ấy cưỡi lên đầu rồi. Mỹ Khanh hóm hỉnh cãi lại, thì mày vẫn khen tao hiền, vậy mà ông Túc đâu có cưỡi lên đầu tao. Chỉ có điều đáng nói là mày không có hiểu chồng mày. Tao thì tao nghĩ là ông Đoan cũng sửa nhà theo phong thủy không phải là để cầu tài cầu lộc đâu, mà để cho cầu cho vợ mình bớt nóng tính á. Câu nói của Mỹ Khanh làm Hoài trầm ngâm suy nghĩ. Có lẽ Mỹ Khanh nói đúng, bởi có lần Hoài nói đùa với Đoan là Hoài định đi sửa sắc đẹp, thì Đoan nghiêm giọng bảo, em không cần sửa sắc đẹp, em chỉ cần sửa tính nết thôi. Giờ này khi vợ chồng đã bỏ nhau, Hoài càng nghĩ càng thấy phong thủy chả có lợi gì, duyên phận không thành, thì nhà dù có xoay hướng nào cũng vẫn đổ vỡ. Nhân câu nói chua chát của Hoài về phong thủy, Mỹ Khanh ngồi xích lại bên Hoài và đổi đề tài nói, thú thật với mày nha, chuyện phong thủy đến giờ đó tao cũng chả biết là có nên tin hay không. Nhiều khi ở đời nó có những cái trùng hợp tình cờ mà mình không có giải thích được. Mày có biết cái căn nhà đường Riverside không? Thầy Đức Huyên gọi là tuyệt địa đó. Hoài gật đầu ngắt lời, tao biết căn nhà số 94 có dàn hoa giấy trước cửa chứ gì, chính tao đứng ra bán căn nhà đó cho ông bà Long mà. Ý mày muốn nói là cả ba cặp vợ chồng dọn vào căn nhà ấy đều ly dị cả đúng không? Tức là tại căn nhà đó thất bại về mặt phong thủy chứ gì. Nhưng nước Mỹ mỗi ngày có hàng ngàn cặp ly dị, đâu có phải ai cũng ở trong nhà đó đâu. Tao có ở trong nhà đó ngày nào đâu mà vợ chồng tao cũng ly dị. Vợ chồng không hợp nhau thì đi đến đổ vỡ, thì dù có ở nhà nào cũng đổ vỡ. Vợ chồng có hạnh phúc thì ở căn nhà nào cũng có hạnh phúc. Sau ý kiến của Hoài, cả hai cùng im lặng. Mỹ Khanh nhớ lại có lần Túc tha thiết bảo, anh mua căn nhà hợp phong thủy chẳng phải để cầu giàu sang phú quý, bởi mình sống như thế này là tốt lắm rồi. Anh chỉ muốn giữ mãi những cái gì mình đang có, mà quan trọng nhất là gia đạo yên vui, vợ chồng hòa thuận yêu thương nhau. Anh không muốn bất cứ chuyện gì xảy ra làm xáo trộn cuộc sống của anh và em. Đề phòng được thì tội gì không đề phòng, có tốn bao nhiêu đâu. Mỗi lần xem thầy Đức Khuyên tính có mấy trăm bạc. Nghe Túc bảo thế, tất nhiên Mỹ Khanh cảm động lắm. Nàng thấy chồng nói ra toàn điều hợp lý, huống chi Túc chỉ cầu gia đạo yên vui, thì quả là đáp ứng đúng ước mơ thường nhật của Mỹ Khanh. Và vì thế Mỹ Khanh không bao giờ cằn nhằn chồng bỏ quá nhiều thì giờ để đi coi nhà mới. Nàng nhớ lại lần đầu tiên thầy Đức Khuyên đến nhà mình, căn nhà mà vợ chồng nàng đã sống hơn 5 năm. Xét tổng quát thì nhà này chẳng có điểm nào đáng chê,
chỉ phải tội xa trường học của hai con, nào muốn tìm một căn khác thuận tiện hơn. Lúc ấy tên tuổi thầy Đức Huyên đang lớn mạnh trong giới thương mại và chuyên nghiệp, nhờ được ông chủ chợ siêu thị Đại Hoa thuê trực thăng để thầy bay vòng vòng trên trời, nhìn xuống mảnh đất mà ông sắp xây kho chứa hàng. Từ ngày hành nghề thầy đã đi show khá nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên được ngồi trực thăng quan sát bốn phương tám hướng nên thầy thấy cực kỳ hãnh diện. Máy bay hạ cánh, thầy long trọng bảo chủ nhân: "Tốt lắm, miếng đất của ông thuộc loại phượng hoàng ẩm thủy, đúng là đại địa, rất hợp với bổn mạng của ông. Tôi sẽ lựa cho ông ngày tốt để ông khởi công xây cất, thế nào cũng thành công lớn." Tiếng đồn từ đó cứ lan dần ra, một ông chủ chợ giàu có như thế mà phải đón thầy Đức Khuyên đến thỉnh ý thì chắc thầy phải là bậc chân truyền rồi. Chỉ có điều người ta không để ý là ông chủ chợ giàu trước rồi mới mời thầy đến xem đất, chứ không phải nhờ thầy xem đất mà ông chủ chợ thành giàu. Chẳng ai phân tích điều ấy, cho nên thầy Đức Huyên cứ càng ngày càng nổi tiếng. Ông chủ chợ lại vốn là bệnh nhân của bác sĩ Túc, một lần ghé thăm hết lời ca ngợi thầy Đức Huyên và khuyên bác sĩ nên mời thầy đến coi nhà để chiêm nghiệm. Bác sĩ Túc đồng ý vì thấy cũng chả mất mát gì. Được bác sĩ Túc gọi phone, thầy mừng lắm. Càng ngày khách hàng của thầy càng là những nhân vật tai to mặt lớn. Thầy đến tư gia của bác sĩ Túc một ngày cuối tuần. Mỹ Khanh chiều chồng đón tiếp thầy long trọng, dù trong lòng nàng lúc ấy không hề tin chuyện phong thủy. Nàng bưng đĩa bánh ra ân cần hỏi: "Thầy uống trà hay là cà phê để tôi pha?" Thầy nói cảm ơn rồi nhập đề ngay. Căn nhà ông bà đang ở, nói một cách tổng quát thì cũng được, tiền án hậu trầm đều tốt cả, duy chỉ có hướng nhà thì chưa đúng lắm. Tuổi bác sĩ thuộc quẻ ly, tức là hướng chính nam, mà hướng chính nam thì bao giờ cũng quý nhất, bởi sách đã có câu: vợ đàn bà nhà hướng nam. Nếu bác sĩ đổi nhà nhớ chọn hướng chính nam thì càng ngày càng đại cát. Mỹ Khanh ngồi nghe bán tín bán nghi. Xưa nay nàng vẫn tin rằng mỗi người sinh ra trong cuộc đời là có một định mệnh riêng không thay đổi được, có chăng chỉ làm việc phúc đức để tăng lộc hoặc giảm họa mà thôi. Lý luận của Mỹ Khanh rất đơn giản: nếu chỉ bỏ ra vài trăm bạc đón thầy phong thủy đến mà cải được số, làm cho nghèo thành giàu, xui thành hên, thì xã hội này làm gì còn người khổ. Bởi ai mà không lo nổi vài trăm để trả công thầy phong thủy. Nhưng nàng vốn tính chiều chồng, lại xúc động vì chồng chỉ cầu cho gia đạo yên vui, nên chồng muốn làm gì nàng cũng để yên. Theo lời yêu cầu của bác sĩ Túc, thầy Đức Huyên đến xem luôn cả phòng mạch. Vừa bước vào, thầy hoảng hốt kêu lên: "Sao lại để nhiều cây như thế này?" Mỹ Khanh giật mình đáp: "Dạ thưa, hôm trước có thầy phong thủy từ Cali qua ghé thăm á, chỉ cho tôi là nội thất thì cần phải có nhiều cây xanh để điều hòa. Thế thầy thấy không đúng hay sao?" Thầy Đức Huyên nghiêm trang đáp: "Tôi không có dám phê bình đồng nghiệp, sợ bác sĩ hiểu lầm là tôi gièm pha. Nhưng bác sĩ cũng biết, cùng tốt nghiệp y khoa mà có bác sĩ dở có bác sĩ hay. Theo tôi, ai chỉ cho bác sĩ đặt nhiều cây xanh trong phòng là sai nguyên tắc phong thủy, hay đúng hơn là không nắm vững căn bản của luật ngũ hành. Bác sĩ là người mạng thủy, mà thủy thì dưỡng mộc. Nuôi nhiều cây xanh quá, tức là mọc vượng quá, thì bác sĩ bị sinh xuất sẽ dần dà hao tán về mọi mặt. Bác sĩ bỏ bớt cây đi. Nếu muốn trưng bày thì sắm đồ kim loại mà trưng bày, bởi vì kim sinh thủy, có lợi cho bổn mạng của bác sĩ." Bác sĩ Túc đưa mắt nhìn vợ và càng cảm phục lý luận chặt chẽ của thầy Đức Huyên. Thầy bưng ly nước tiến lại cửa sổ, nhìn ra mảnh sân trước phòng mạch và bảo Mỹ Khanh: "Lối đi từ lộ chính dẫn vào phòng mạch không nên thẳng tắp, vì đó là biểu tượng của lưỡi gươm hoặc mũi tên đâm vào nhà mình. Bà bác sĩ nên cho sửa lại ngay, uốn cong như con rồng mới tốt. Trong phép phong thủy thì quý nhất là hình ảnh con rồng." Bác sĩ Túc ghi nhận lời chỉ giáo của thầy. Sau đó thầy ở lại thêm vài tiếng đồng hồ nữa, xem xét kỹ lưỡng phòng mạch, dùng thước lỗ ban tỉ mỉ đo đạc các khung cửa, rồi cuối cùng hướng dẫn bác sĩ Túc sắp xếp lại cách bài trí và thay đổi màu sắc một vài thứ cần thiết, mà chủ yếu là phải có màu vàng, vì màu vàng là kim, mà kim thì sinh thủy. Thầy cũng yêu cầu bác sĩ Túc thay một loạt tủ đựng hồ sơ, bỏ hết tủ gỗ, mua tủ sắt mới. Nói chung cứ cái gì thuộc về kim loại là tốt cho người mạng thủy.
Bác sĩ Thúc đi sát bên thầy, cẩn thận ghi chép mọi lời dặn của thầy vào mảnh giấy nhỏ rồi đưa cho vợ. Thầy uống cạn ly nước rồi đứng dậy từ giã. Mỹ Khanh hỏi nhỏ: Thầy tính bao nhiêu để tôi gửi thầy? Thầy xua tay đáp: Lần đầu gặp ông bà để làm quen, tôi không dám tính tiền. Tôi muốn để ông bà nghiệm xem phong thủy có đúng hay không, rồi trả công cho tôi sau cũng không có muộn. Nay mai nếu ông bà đổi nhà thì xin cho tôi biết. Nếu ông bà cho phép thì đích thân tôi sẽ bỏ thì giờ đi chọn nhà giúp ông bà. Xin nhớ là hướng chính nam mới thật là vững. Dứt lời, thầy hân hoan bước ra cửa. Mỹ Khanh cố dúi vào tay thầy 500, nhưng thầy dứt khoát bỏ lại trên bàn. Với thầy, bác sĩ Thúc là một khách hàng vĩ đại mà thầy sẽ còn dùng được mãi mãi sau này, chứ lấy mấy trăm bạc bây giờ làm gì. Chuyện đời phúc chủ lộc thầy đôi khi vẫn xảy ra. Từ khi trang trí lại phòng mạch đúng như lời dặn của thầy Đức Huyên, bệnh nhân của bác sĩ Thúc tăng vọt hẳn lên. Đã thế, hai căn nhà ông mua ở ngoại ô giá cả lì lợm đứng nguyên tại chỗ đã 3 năm, mà tháng tháng ông cứ phải đổ tiền ra bảo trì. Bây giờ bỗng dưng thị trường tăng vọt, stock ông mua khá nhiều của công ty bào chế dược phẩm Mỹ cũng tự dưng đùng đùng phát mạnh, làm ông giật mình bảo vợ: Em thấy không, chuyện phong thủy không tin cũng không được. Người ta bảo là phúc bất trùng lai, mà tự dưng mấy tháng nay anh toàn gặp hên. Không do phong thủy thì do cái gì chứ? Chính em cũng đang tự hỏi đây nè. Chuyện này là có thật hay là do phong thủy, hay chỉ là sự trùng hợp tình cờ? Tình cờ thế nào được? Được chứ anh. Chu kỳ nhà đất xuống dốc gần 10 năm nay, bây giờ đến lúc kinh tế nước Mỹ phồn thịnh, thầy Đức Huyên đến xem thì đúng có lúc nhà giá nhà nó bộc phát lên. Hai căn nhà của mình ở ngoại ô bây giờ bán ngay cũng lời cả mấy trăm ngàn. Nghĩa là không cần có thầy phong thủy, thị trường địa ốc nó vẫn lên như thường. Anh cũng đồng ý với em là chu kỳ kinh tế nó đang thịnh vượng trở lại, nhưng không phải ai cũng được hưởng cái thịnh vượng ấy. Bởi vì trong cái chung nó có cái riêng, ai biết áp dụng phong thủy thì mới có lợi. Hai vợ chồng đang sôi nổi bàn bạc thì bà hàng xóm ở cách mấy căn ghé sang rủ đi ăn buffet. Đó là bà chủ tiệm vải có cái thú đi casino và mới thắng liên tiếp 3 hôm liền nhờ lời chỉ dẫn của thầy Đức Huyên. Vì biết bác sĩ Túc cực kỳ tin phong thủy cho nên bà hăng hái kể: Lạ lắm bác sĩ ơi, tôi đánh blackjack nhà tôi thua liên tiếp, thua nghĩa là xanh mặt xanh mày. Thế thầy Đức Huyên mới bảo tôi là đến casino bà đừng có vào cửa chính mà phải vào cửa hông, vì cái cửa chính của sòng bài á nó được thiết kế theo phong thủy, bà khó thắng được lắm. Rồi thầy hỏi tôi là tôi tuổi gì thì tôi nói tôi tuổi Dần, tôi sinh năm 50. Thầy bảo chứ bà tuổi Dần là mạng mộc, bà nên đánh casino trên tàu á chứ đừng có chơi trên bờ, vì coi như là thủy thì nó dưỡng mộc, có lợi cho cái bổn mạng của bà. Thầy còn dặn tôi là nếu mà chọn được cái bàn nào mà quay về cái hướng gọi là cái hướng đông nam á, hoặc là tây nam thì lại càng tốt. Mà bác sĩ biết không, tôi có bao giờ tôi tin phong thủy đâu, nhưng mà rồi thua quá. Thôi thì cứ nghe lời thầy Đức Huyên xem sao, có thua thì cũng thế thôi. Ai ngờ đâu rồi ơi, tôi làm theo lời thầy, quả nhiên nó thắng 3 ngày liền, thắng đậm với thầy ở đâu đó bác sĩ ạ. À? Mà không có nhiều lắm, nhưng mà mỗi ngày đã độ vài nghìn thôi. Đấy đấy bác sĩ thấy chưa? Bác sĩ Túc nghe xong câu chuyện lý thú, lòng rất hứng khởi vì mình có thêm đồng minh phong thủy. Nhưng Mỹ Khanh phì cười bảo: Nếu thế thì tại sao thầy Đức Huyên lại vẫn còn phải đi kiếm tiền? Biết cách dùng phong thủy là lấy tiền casino thì trên nước Mỹ có hàng ngàn casino đó, mỗi ngày tạt vào kiếm vài ngàn, xài sao cho nó hết. Bà hàng xóm phân bua: Thì cũng có thể là thầy không thích kiếm tiền bằng kiểu đấy, thầy muốn cứu đời mà lại... À này, tôi lại còn nghe đồn bên Úc có cái ông kia ông trúng gió, mồm méo sạch cả, uống nước chảy cả ra ngoài. May quá gặp được thầy phong thủy, thầy chỉ xoay có cái giường nằm đúng hướng, thế là mồm hết méo ngay, trở thành bình thường y như cũ. Mỹ Khanh lại bật cười như nắc nẻ và bảo: Trời ơi bà ơi, tôi xin lỗi bà, nhưng mà cứ như bà nói thì bác sĩ đều phải bỏ nghề hết, nhà thương chắc phải đóng cửa hết, chỉ cần thầy phong thủy mà thôi. Bà hàng xóm cứ cười theo rồi giã từ. Bà đi rồi, bác sĩ Thúc hỏi vợ: Em vẫn không tin phong thủy hay sao? Mỹ Khanh đặt hai bàn tay vịn vào vai chồng và mỉm cười: Phải cho em thử thì em mới tin. Anh là người nặng đầu óc khoa học mà, không thí nghiệm thì làm sao đưa ra kết luận được. Bác sĩ Túc khoan khoái nhắc một câu trong Kinh Thánh: Ngày xưa Chúa Giêsu bảo Thánh Tô-ma Tông Đồ rằng: Con thấy cho nên con tin,
nhưng phúc cho những kẻ không thấy mà vẫn tin. Em bảo em phải thử, thì em muốn thử cách nào? Mỹ Khanh ngồi xuống cái ghế đối diện chồng và chậm rãi bảo. Anh tin là từ khi mà mình bỏ bớt cây trong phòng mạch nè, rồi thay tủ gỗ bằng tủ sắt, bệnh nhân của anh đông hẳn, đúng không? Đúng, bởi vì đúng luật ngũ hành là kim sinh thủy. Em không có cần biết là ngũ hành ngũ tỏi gì cả. Bây giờ anh để cho em khuân cây vào và đem tủ gỗ vào phòng mạch anh y như cũ. Nếu mà bệnh nhân giảm đi đó thì em sẽ tin một nửa, rồi em lại bỏ cây ra rồi đổi tủ sắt vào. Còn nếu mà bệnh nhân vẫn đông hẳn lên thì bây giờ em mới kết luận chắc chắn là phong thủy là đúng. Bây giờ anh có dám để cho em làm như vậy không? Em lắm chuyện quá. Phòng mạch đang đông tự dưng lại đòi thay đổi là thế nào? Dại gì mà để cho em thử. Vậy là chính anh cũng còn chưa dám tin chắc 100% vào phong thủy. Anh không dám để em thử nghiệm tức là anh thua em rồi. Ừ thì anh chịu thua. Nhưng mà em nên nhớ rằng ngay cả trong y khoa có những trường hợp một bệnh nhân bị tất cả các bác sĩ chê không chữa được, chỉ nằm chờ chết thôi. Vậy mà gặp ông Lang Băm đem về bấm huyệt châm cứu nắn xương thế nào tự dưng lại cứu được. Nhiều chuyện kỳ bí khoa học không thể giải thích nổi. Giữa lúc bác sĩ Thúc đang rộn rã vì tài lộc thăng tiến, hai đứa con chăm chỉ học hành, tháng nào cũng đoạt điểm A, thì hội đồng thành phố bất ngờ thông báo cho ông biết ông được tuyển chọn là người Mỹ gốc Việt thành công nhất từ ngày hình thành cộng đồng Việt Nam tại đây. Báo chí và truyền hình địa phương đăng hình phỏng vấn ồ ạt ngày ông nhận bằng khen của thị trường, tổ chức rất long trọng tại tòa thị chính. Ngay sau đó, hội đồng thành phố còn đứng ra tổ chức ngày văn hóa Việt Nam để ông thay mặt cộng đồng đọc diễn văn khai mạc phòng triển lãm Thuyền Nhân và buổi văn nghệ có ý nghĩa nhất từ trước đến nay. Các dân biểu, nghị viên, giám đốc cảnh sát vây quanh ông như một vì sao sáng. Thầy Đức Huyên ngồi trong hàng ghế cử tọa, ngước lên nhìn ông khẽ gật đầu tỏ ý chúc mừng. Bác sĩ Thúc cũng gật đầu đáp lễ và tự nhủ. Nếu không nhờ công lao của thầy thì tiền tài và danh vọng đâu có đến dồn dập như thế này. Buổi tối về, ông hiu hiu tự đắc bảo Mỹ Khanh. Bây giờ em đã tin chưa? Ngày mai đó em gọi cho Hoài, bảo cô ấy tìm cho mình một căn nhà ở gần trường của con. Nhớ là dứt khoát phải tìm nhà hướng chính nam. Thầy Đức Huyên đã dặn đi dặn lại là như thế. Mỹ Khanh vui lây cái vui của chồng, dịu dàng bảo. Tin thì cũng chưa tin hẳn. Trước sau thì em vẫn cho là trùng hợp tình cờ, nhưng dù sao thì cũng mừng. Bác sĩ Túc bảo vợ lấy 2.000 tiền mặt, bỏ vô phong bì trả công cho thầy Đức Huyên. Mỹ Khanh chố mắt kêu lên. Trả gì mà nhiều thế anh? Nói có vài câu vớ vẩn mà trả 2.000 đô. Nghề nào cũng phải có thù lao chứ em. Giống như anh khám bệnh thì bệnh nhân cũng phải trả tiền. Nhưng mà anh học y khoa hơn 10 năm trời, so sánh làm sao được anh? Tuy bề ngoài tỏ ý phản đối, nhưng Mỹ Khanh vẫn ngoan ngoãn làm đúng lời chồng, lấy sẵn 2.000 để ngày mai trả cho thầy Tức Khuyên. Nàng nhìn chồng hỏi lại. Thế anh nhất định đổi nhà hay sao? Còn chần chờ gì nữa em? Thầy Đức Huyên chỉ cho mình con đường đúng thì tội gì mình không nghe. Rõ ràng em đã thấy kết quả rồi mà. Thế là ngày hôm sau, vợ chồng Mỹ Khanh bắt đầu tính chuyện đổi nhà. Hoài in ra sẵn một sấp tài liệu gồm toàn những căn nhà đang list bán quanh vùng Mỹ Khanh yêu cầu. Và dĩ nhiên Hoài chỉ chọn những căn nhà ở hướng chính nam theo đòi hỏi của Mỹ Khanh. Sáng thứ bảy uống cà phê ăn bánh mì xong, Hoài đến đón vợ chồng Mỹ Khanh thì ngạc nhiên thấy có thêm một người đàn ông lạ mặt cùng bác sĩ Túc đang từ trong nhà đi ra, âu yếm nói chuyện với nhau. Hoài hỏi nhỏ Mỹ Khanh. Ông nào đấy? Bà con bên mày hay bên ông Thúc? Bà con gì đâu, ông Đức Huyên, chuyên coi địa lý phong thủy. Hoài càng tò mò hỏi. Mày định lôi ông ấy theo để coi nhà hay sao? Mỹ Khanh khổ sở đáp. Ông Túc ông lôi chứ không phải tao. Hoài thất vọng bảo. Nhảm nhí, địa lý với phong thủy chỉ tán hưu thân vượn. Chính vì vậy mà các cụ ngày xưa có câu, hòn đất mà biết nói năng thì thầy địa lý hàm răng không còn. Hoài vừa dứt lời thì bác sĩ Túc và thầy Đức Huyên cũng đã ra tới. Nàng đành im lặng chui vào xe lái đi. Quả đúng như Hoài dự kiến, xe vừa dừng lại trước căn nhà đầu tiên, thầy Đức Huyên đã lắc đầu và để lộ ngay nét mặt nhạt nhẽo. Hoài mở cửa đưa mọi người vào trong. Thầy chỉ nhìn thoáng rồi bước ngay ra sân. Bác sĩ Túc tiến lại bên thầy chờ nghe ý kiến. Thầy đợi Mỹ Khanh và Hoài cùng tới rồi mới bảo. Không lấy căn nhà này được,
Trước hết là mái lợp nghiêng, độ dốc cao đổ ra mặt đường. Tài lộc hao tán lắm. Ông bà nhìn căn nhà đối diện bên kia đường, có đòn rông đâm sang nhà này, tức là điểm rất xấu. Lại thêm cái cây cổ thụ trên lề đường trước mặt, hai nhánh lớn cùng đâm thẳng vào cửa nhà. Trong nhà thì cửa trước cửa sau nằm trên cùng một đường thẳng là điều tối kỵ. Lại thêm cái cầu thang thông thống ra cửa, nhà này có cho không cũng không lấy. Khí không tụ thì tài cũng phát tán. Hoài ngứa gan nhìn thấy Đức Huyên, chỉ muốn xông lại bóp cổ. Mới căn đầu tiên đã gặp kỳ đà cản mũi, nàng hầm hầm bước tới và bảo: Ông đi mua nhà mà không hỏi nhà bao nhiêu tuổi, vật liệu làm bằng gì, thuế đất mỗi năm bao nhiêu, ông cứ chú ý đến đòn rông với nhánh cây là thế nào? Thầy Đức Huyên niềm nở đáp: Chào cô, quên chưa giới thiệu, tôi là Đức Huyên, ông bà bác sĩ nhờ tôi đi theo để xem phong thủy. Vừa nói ông vừa móc túi lấy ra tấm danh thiếp trao cho Hoài. Mỹ Khanh đứng cạnh lo lắng nhìn Hoài, chỉ sợ Hoài nổi nóng quăng tấm business card của thầy xuống đất. Nhưng rất may là Hoài dịu dàng đáp: Mỗi người một nghề, xin ông vui lòng để cho tôi làm công việc của tôi. Vâng, cô làm công việc của cô thì tôi cũng làm việc của tôi. Cô bán nhà, tôi xem phong thủy, còn quyết định là ở ông bà bác sĩ. Mỹ Khanh đưa mắt nhìn Hoài cầu cứu, nể bạn, Hoài đành thở dài im lặng. Rồi từ đó ròng rã 3 tháng trời, coi căn nào thầy Đức Huyên cũng tìm ra khuyết điểm. Có lúc Hoài bực bội bảo Mỹ Khanh: Mày muốn theo ý ông Đức Huyên thì chỉ có cách duy nhất là mua đất rồi nhờ ông ấy vẽ kiểu tự xây nhà lấy, thì khi ấy ông ấy mới khỏi chê. Mỹ Khanh cảm thông nỗi khổ của bạn, chỉ biết an ủi: Thôi, tao biết rồi. Mày chịu khó mày chờ vợ chồng tao coi thêm vài căn nữa. Nếu mà vẫn không được thì chắc là tao đành phải mua đất xây nhà lấy vậy. Tuy nói vậy nhưng Mỹ Khanh lại thêm: Mà mày thì mày là bạn thân của tao, mày không mua được nhà cho tao á, mà tao phải nhờ người khác thì nó kỳ lắm. Thôi Hoài, ráng giúp tao đi mà. Hoài nhấn mạnh: Chính tao cũng muốn mua nhà cho mày, chẳng những vì tình bạn mà còn vì uy tín của tao nữa. Nói đúng ra là uy tín của vợ chồng mày sẽ làm tăng uy tín của tao. Tao không mua nổi căn nhà cho mày thì chính tao cũng mất mặt với công ty của tao nữa. Nhưng tại chồng mày cứ để cái lão Huyên chen vào, chứ nếu không thì xong lâu rồi. Mỹ Khanh nhìn Hoài tội nghiệp phân trần. Khổ nỗi là cái ông Túc nhà tao càng ngày càng tin phong thủy, mà ông ấy tin là có cơ sở vững chắc chứ không phải là mơ hồ nhảm nhí. Mày có nhớ là cái chủ chợ Đại Hoa không? Từ khi mà thầy Đức Huyên chỉ cho miếng đất xây kho chứa hàng đó, chợ Đại Hoa phát lên như diều á, mua thêm cả dãy phố. Rồi mấy tiệm phở, tiệm neo gặp thầy Đức Huyên đều khá cả. Ngay cả cái ông nha sĩ Quảng á, đang ế ẩm, nghe lời thầy Đức Huyên đổi phòng mạch, bây giờ khách đến nhổ răng nườm nượp, đẩy ra không hết. Nói chung á, là tao thấy là ai mà nhờ thầy Đức Huyên cũng giàu hết á, nên tao không muốn cãi cũng không cãi được. Hoài ngồi yên ngẫm nghĩ, chính nàng có theo dõi và đôi lúc cũng nhận ra như vậy. Mặc dầu nàng vẫn dứt khoát không tin phong thủy có thể làm thay đổi được cuộc sống hoặc thay business của người ta. Buổi tối hôm ấy, con Hoài ngồi học trong phòng, một mình Hoài thơ thẩn ở vườn sau. Nàng suy nghĩ lan man một lúc rồi quyết định đầu hàng thầy Đức Huyên. Nàng thấy cần phải kết thúc chuyện mua nhà cho bác sĩ Túc để còn lo trăm công nghìn việc khác. Hoài thở dài quay vào nhà. May mà trong bóp của nàng vẫn còn tấm danh thiếp của thầy Đức Huyên. Nàng lấy ra run run ấn số điện thoại, rồi hồi hộp áp phone vào tai. Lúc ấy thầy Đức Huyên đang ngồi uống trà mạn sen, ăn bánh đậu xanh rồng vàng, và hãnh diện kể lể thành tích của mình cho bà vợ nghe. Đó là một thói quen rất hứng khởi của thầy. Sau những chuyến công tác thành công, thầy cũng còn hai người con ở chung với thầy, nhưng cứ nghe đến chuyện phong thủy là cả hai đều chán nản bỏ ra ngoài vì thấy nó hoang đường không tin nổi. Chỉ có mình bà vợ kiên nhẫn lắng nghe, bởi nghề xem phong thủy của chồng bà dù sao cũng mang lại khá nhiều lợi tức cho bà. Con bà học hành vất vả mà ra trường làm chẳng được bao nhiêu, công việc thì lúc có lúc không. Còn chồng bà thì không học ngày nào mà thiên hạ cứ xúm nhau lại cầu cạnh, kính cẩn gọi bằng thầy và trả công bội hậu toàn bằng tiền cash. Lâu lâu có người còn mua vé máy bay đón chồng bà đi các tiểu bang xa hoặc sang tận Úc để nhờ bàn tay nhiệm màu của thầy xoay chuyển vận số. Bà thấy hậu vận của mình quá sung sướng so với bao nhiêu cặp vợ chồng già chỉ trông nhờ vào trợ cấp ít ỏi của chính phủ. Vì vậy, bà có nhiệm vụ phải lắng nghe chồng khoe thành tích để khích lệ tinh thần và để động viên thầy kiếm thêm tiền cho bà đánh tư sản.
và lâu lâu du lịch Việt Nam. Thầy Đức Huyên nhai miếng bánh đậu xanh rồi nhồm nhòm kể: "Ông bác sĩ Túc, ông nha sĩ Quảng đều phải phục tài tôi, nói đâu có đó. Lúc đầu thì cũng cứng đầu lắm, ý mình là người trí thức mà. Nhưng rồi tôi nói có sách mách có chứng, các ông ấy đều phải nghe răm rắp hết." Bà vợ pha ngang: "Ôi dạ, họ lắm tiền nhiều bạc. Ông đến xem một lần thì lấy có mấy trăm bạc cơ mà. Họ tiếc gì mà không quăng ra cho ông. Ông xem đúng thì tốt, mà nhỡ không đúng thì chả tốn bao nhiêu." "Nói như bà thì chán chết. Tôi đã xem là phải đúng chứ nhỡ làm sao được. Đây này bà biết không, đến ngay như cộng sản ở trong nước là vốn kết án cái môn địa lý phong thủy là duy tâm, mà rồi cũng phải chóng mắt ra mà tin. Cái hồi pháp thuộc cái ông Phan Đình Quế ở làng Dịch Lễ, tỉnh Nam Định, có ba người con trai. Cả nhà sống bằng nghề nông, chân lấm tay bùn, chữ nghĩa có học được bao nhiêu. Thế mà lúc ông Quế chết ấy, chỉ nhờ thầy địa lý chỉ cho đúng huyệt, con cái đem chôn bố ở đấy. Về sau đất kết cả ba người con đều làm lớn, không có nhà nào sánh nổi. Đó là ba anh em ông Lê Đức Thọ, Đinh Đức Thiện và Mai Chí Thọ." Thầy Đức Huyên có cái tật thích nói để khoe tài và kể công với vợ. Chứ thật ra khi đem thí dụ của Phan Đình Quế nhờ táng đúng huyệt tốt mà ba người con trai bỗng dưng làm lớn, thì tự căn bản đã sai về địa lý rồi. Khoa địa lý đích thực dạy rằng khi chôn một người vào đúng huyệt tốt thì đất sẽ kết phát, có thể nhanh có thể chậm, để con cháu đời sau, thường là từ đời thứ ba trở đi, sẽ thành công về văn hoặc về võ. Nhưng những thế hệ con cháu được thừa hưởng phúc ấm mồ mả tổ tiên đó phải là những đứa chưa sinh ra đời. Chứ nếu đã ra đời rồi, tức là mệnh số đã an bài rồi, đã có lá số tử vi rồi, thì không mồ mả nào có thể làm thay đổi định mệnh được nữa. Cho nên không thể có chuyện ba anh em Lê Đức Thọ, tức Phan Đình Khải, đang đi làm ruộng mà chỉ nhờ ông bố chôn vào huyệt tốt mà một sớm một chiều trở thành quyền uy trấn áp cả nước. Bà vợ thì không biết Lê Đức Thọ là ai nên hứng hờ hỏi: "Ông thì ăn nói chả đâu vào đâu. Ông vừa ấy bảo ba anh em ruột, mà sao tên họ lại khác nhau là thế nào?" "Thì họ dùng bí danh cả, chứ có ai mà lại dùng tên thật đâu. Nhưng mà anh em đó là dòng họ Phan Đình." "Ôi giời ơi, thời trước ở Việt Nam mới có thầy địa lý đi tìm long mạch, chứ sang Mỹ thì long với hổ gì nữa. Chết thì người ta đem thiêu, chứ có ai bận tâm đi tìm đất tốt đâu mà chôn. Thành ra đời người nào người nấy hưởng à, chứ đâu mà có nhờ mồ mả của cha của mẹ." Thầy Đức Huyên uống hớp trà rồi bảo: "Xét cho cùng thì cũng chả cần mất công tìm huyệt bà, là bởi vì nhất dương thắng thập âm. Cứ theo sách Kim Đầu Quyết Táng Pháp của bên Tàu đó, thì đất chôn chưa chắc đã đúng, mà có đúng thì cũng phải đến mấy đời nó mới phát. Thà cứ dùng phong thủy là thấy ngay kết quả trước mắt." Bà vợ đồng ý ngay, bởi vì ngày nào bà cũng thấy kết quả trước mắt là chồng bà mang về khá nhiều tiền. Thầy Đức Huyên đột ngột nói: "Tháng tới tôi vào Việt Nam." Bà vợ đang bưng tách trà đặt vội xuống và quay sang hỏi: "Ơ hay, về làm gì mà về mãi thế? Đầu năm ông vừa mới về mà, tốn chết." Thầy Đức Huyên tự đắc đáp: "Người ta mời tôi về, chứ không phải là tôi tự ý về. Vé máy bay họ mua cho mình, bao ăn bao ở. Tôi về xem phong thủy, chứ không phải là đi chơi." "Ôi giời, báu thế. Ai ở trong nước mà biết ông mà mời?" Thầy Đức Huyên vênh mặt đáp: "Tên tuổi tôi bây giờ nổi như cồn, bà lại hỏi ai biết là thế nào. Đây này, có cái ông bí thư tỉnh, ủy viên trung ương đảng, bây giờ là một tay đại gia, tiền đốt không hết. Ông ấy đang xây căn nhà cho vợ bé, cho nên nhờ tôi về xem. Ông bí thư dặn tôi là tôi nhận là người nhà, đừng có cho ai biết tôi về xem phong thủy, vì ông ấy sợ bị phê bình là duy tâm. Bà nhớ kín miệng chứ có hở ra ngoài." Bà vợ gật đầu đề nghị: "Ừ, ông về tôi cũng về luôn." Thầy Đức Huyên nhai miếng bánh rồi vui miệng kể tiếp: "Bà có để ý cái nhà thờ của cha Lân treo bảng bán không?" "Có, tôi có thấy. Để bảng cả tháng nay rồi, nhà thờ mà cũng phải bán." "Tôi đã nói từ lâu rồi mà không ai tin. Nhà thờ làm trên bờ sông mà mái lợp hình tam giác nhọn, tháp chuông cũng nhọn hoắt. Mái nhọn tức là hành hỏa, mà hành hỏa gặp nước là hành thủy, thủy nhiều quá thì sẽ dập tắt hỏa.
tôi lại nghe nói ông cha tuổi Bính Thân sinh năm 56, tức là cũng mạng hỏa nên lại càng chết. Ông cha bán nhà thờ là phải. Bà vợ hững hờ đáp: Nhà thờ thì bây giờ bán nhiều lắm chứ chả phải chỉ có cái này. Là vì người công giáo bây giờ người ta lười đi nhà thờ, không đóng góp tiền bạc, không đủ sở hữu để trang trải thì phải bán chứ thủy hỏa gì vào đấy. Bà cứ hay có cái tật cãi ngang. Tôi hỏi bà tại sao giáo dân không đến nhà thờ mới được chứ? Là tại vì xây nhà thờ sai phong thủy thì giáo dân nào đến? Bà vợ ngồi yên. Thầy Đức Huyên đột ngột đổi đề tài hỏi: Bà có biết con Hoài Địa Ốc không? Biết. Tôi có xem hình nó cười toe toét đăng trên quảng cáo trên báo á. Nghe bảo là nó bị chồng bỏ mấy năm nay rồi mà vẫn ở vậy. Ơ nhưng mà ông hỏi nó làm cái gì? Con này nó láo lắm. Bạn của bà bác sĩ Túc cứ mồm năm miệng mười cãi tôi xa xả, nhất định bài bác phong thủy, để tôi xem nó cứng đầu đến đâu. Thầy vừa dứt câu thì có tiếng phone reo. Thầy đủng đỉnh uống ngụm trà rồi mới cầm phone lên. Đầu dây bên kia Hoài nói: Chào thầy, tôi là Hoài. Nghe tiếng Hoài, thầy Đức Huyên giật mình đứng dậy và hình dung ngay ra nét mặt khó chịu của Hoài mấy tháng nay. Thầy bước hẳn ra ngoài hành lang và tự đắc nói: Vâng, chào cô. Cô gọi tôi thì chắc là cô đã bắt đầu tin phong thủy rồi có phải không? Hoài nén tiếng thở dài nhún mình đáp: Tôi gọi thầy để nói với thầy là tôi mệt lắm rồi. Thầy để cho tôi làm ăn đi. Tôi mong thầy thông cảm mà xong việc rồi tôi sẽ không quên ơn thầy. Thầy Đức Huyên mừng lắm vì lại sắp có hoạn tài bồi dưỡng. Nhưng thầy vẫn cứng rắn nói: Cô à, tôi vì lương tâm nghề nghiệp mà cố vấn thân chủ của tôi, chứ tôi không có chủ ý ngăn trở việc làm của cô. Nhưng mà cô đã có lời yêu cầu thì để tôi xét lại. Nói thật với cô là hôm nọ tôi có đi ngang nhà cô, do bác sĩ Túc chỉ, tôi nhìn căn nhà của cô mà lấy làm tiếc cô ạ. Giá mà cô gặp tôi sớm thì vợ chồng cô không có ly dị. Hoài chán nản ngắt lời: Thầy ơi, tôi gọi thầy không phải để nhắc chuyện gia đình tôi. Thầy Đức Huyên lúc này không còn ác cảm với Hoài nữa, bởi vì Hoài đã xuống nước gọi cho thầy. Trong thâm sâu, thầy có cái tâm lý háo thắng, muốn thuyết phục cho bằng được một kẻ bướng bỉnh như Hoài phải tin vào môn phong thủy giống như bác sĩ Túc và nhiều người trí thức khác. Thầy có cảm tưởng là mình sắp thành công, vì thế thầy đổi giọng tha thiết bảo: Cô cứ để tôi nói đã, tin hay không tin là tùy cô. Nhưng tôi biết mà không nói thì lòng tôi áy náy lắm. Nhất là cô cũng là chỗ quen biết. Nhà cô nằm sát xa lộ, dòng xe cộ lưu thông nhanh quá, cuốn hết khí tốt, chỉ còn lại ác khí ám vào nhà cô. Đây là điều tối kỵ về phong thủy. Vì thế cho nên vợ chồng cô mới ly dị. Hoài bực mình hỏi lại: Thế tại sao cả dãy nhà hàng xóm mấy chục căn bên cạnh nhà tôi cùng nằm sát xa lộ mà chỉ có vợ chồng tôi ly dị? Thầy Đức Huyên chống chế: Còn nhiều yếu tố khác nữa. Thôi thôi, để hôm nào rảnh tôi sẽ giải thích thêm cho cô nghe. Cô nên nhớ là tin phong thủy chỉ có lợi chứ không hề có hại gì cả. Hoài xuống nước: Thôi bỏ chuyện đó đi thầy. Hôm nay nói chuyện với thầy tôi chỉ yêu cầu thầy để yên cho tôi mua nhà cho ông bà Túc, có vậy thôi. Nghe giọng não nề của Hoài, thầy Đức Huyên mùi lòng đáp: Vâng, cô đã nói thế thì tôi sẽ giúp cô. Nhưng tôi khuyên cô nên đổi căn nhà cô đang ở, mua căn khác đi. Tôi sẽ chỉ cách cho cô, tôi không lấy tiền. Hoài buông xuôi cho xong câu chuyện: Vâng, cảm ơn thầy. Khi cần tới tôi sẽ nhờ thầy. Chào thầy. Vâng, chào cô, cuối tuần này gặp lại. Hoài buông máy thở mạnh và vào buồng tắm chuẩn bị đi ngủ sớm. Nàng thấy buồn man mác vì lần đầu tiên phải hạ mình năn nỉ thầy Đức Huyên.